đứa gặp trai là nhai ngấu nghiến ha. Anh yên tâm, tụi em đâu có ăn thịt, anh đâu sợ. Cái gì chứ, chắc chắn còn nguyên. Đúng rồi, những cái này đi về gấp, có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra rồi. Showbiz ngày nào cũng có người khóc vì trẻ em nghèo hết trơn á. Từ khi gặp Jimmy, bà cũng có điều gì đó không bình thường. Oh!